này mấy nữa, thì nó sẽ xây dựng theo kiểu như này thôi. Thì thứ nhất, khi mà vào trong cái index.php, khi mà người ta vào access vào file ấy, vào thư mục ấy, thì nó sẽ chạy vào trong file index đúng không? Quan đấy đọc cho tôi xem là cái này là cái gì. Đây, từ đoạn này thì init set cái vứt đi, kệ nó. Include là dùng để làm gì? Hả? Gọi một nội dung của một file vứt vào đây đúng không? Rồi, ở đây nó include cái file gì? Controller c tin tức.pp. Đây. Đúng chưa? Mở ra. Trong này nó có gồm các hàm. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta quay trở lại về cái phần trang kia. Ở đây sẽ là c tin tức bằng new c tin tức. Cái này tương đương với câu lệnh gì? Nó ý nghĩa của nó là gì? Tạo ra một object mới. Đúng chưa? Tạo ra một object mới thuộc cái lớp c tin tức này. Đây, tên lớp nó đây. Đúng chưa? Xong rồi sau đấy nó sẽ gọi, tất nhiên là nó sẽ gọi rồi. Tất nhiên là nó sẽ gọi đến hàm đúng không? Hàm này tên là hiển thị tin tức theo mã tin tức. Được chưa? Rồi mở cái hàm này ra. Không được cười. Để thi đấy. Họ cho mẫu trước rồi. Bây giờ mình chỉ ghép nó vào thôi. Từ từ để xem. Đây là đề nguyên nhé, tôi chưa động gì vào đây cả. Tôi vừa mới tải để các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Tôi chưa động gì vào đây cả. Rồi, đây là hiển thị tin tức theo mã tin tức. Được chưa? Xong chưa đã? Rồi, ở đây chúng ta có mã tin tức bằng 5. Được chưa? Xong rồi include one cái file model vào đây. Không dùng, họ không dùng namespace. Họ sẽ cho sẵn chúng ta cái khung này. Toàn bộ cái phần trang ở phía ngoài này và về cái phần... Phần controller này, họ cho sẵn mình. Được chưa? Mình đọc, hiểu và làm theo cái luồng của họ. Ở đây mình sẽ có cái gì? Include one cái model tin tức này. Xong có view, title là tên tin. Có view tiếp là view tin tức, vtintức.php. Xong include tiếp cái file là layout. Chẳng hiểu mẹ gì đúng không? Đúng chưa? Rồi cứ từ từ. Giờ sẽ hiểu này. Thứ nhất, chúng ta phải giải thích được xem là người ta cho mình cái model này làm gì. Đúng không? Mà nãy giờ tạo include vào đây chẳng dùng làm gì. Nó hơi dở hơi đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì mình phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ làm ra cái DB Navicat, tôi add cái DB của họ vào đây. Bung ra thế nào? Chậm thế. Shop. Hình như cái shop hoa tôi bỏ đi rồi. New database tên là shop hoa. Shop hoa. Đây nhá, shop hoa đi nhá. Chúng ta sẽ import cái XQ một file vào. Người ta cho sẵn chúng ta cái SQL này. Máy trường ai trường thì trên máy ông chẳng biết mấy tiếng rồi. Xong rồi nhá. Rồi đây là cái DB, chúng ta sẽ có cái ở đây họ cho sẵn mình cái mã tin tức đúng chưa, thì mã tin tức bằng 5, thì đây là loại tin 5. Đây rồi tin tức là loại 5 đúng không? Được chưa? Bằng 5 này. Chúng ta nhìn cái ID không? Mã tin tức bằng 5. Bây giờ người ta sẽ cho mình cái m.tintức.php. Thì bây giờ mình sẽ phải vào model. Đây, model đây. Đúng chưa? M tin tức. Đúng chưa? Vào đây. Nhìn chưa? Chúng ta có nó, người ta để sẵn cho chúng ta cái đọc tin tức theo mã tin tức. Thì chúng ta sẽ phải viết code ở đây. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái include one cái database.php. Thì database.php đây cái này. D với cái gì đây trời. Đây localhost db name bằng shop hoa root cái gì đấy set name bằng UTF-8 PDO nhá. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ có kết nối đến các hàm ở trong này có sẵn rồi. Đây là XQ này. Option này. Được chưa? Ở đây có load on row này. Rồi thì load row này, load record này, last ID này, disconnect.
là tắt cái xóa à, bỏ cái kết nối đi. Thì ở đây tôi xem là để xem kết nối lại nào. À, SQL localhost 123456. Đây là cái password của tôi. Thì bây giờ tôi sẽ viết ở đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ có $model bằng new mở tin tức. New mở tin tức đóng mở ngoặc. Được chưa? Chúng ta sẽ có data bằng bằng cái mở tin cái model này. $model trỏ đến. Trong này nó có sẵn cái hàm đọc tin tức theo mã tin tức đúng không? Code này là nhắn lắm. Trong này chúng ta sẽ có cái mã TT chuyển vào đây để lấy được data ra ngoài. Được chưa? Thì bây giờ ở trong cái phần mở tin tức này chúng ta viết code. Ở đây chúng ta có gì? À, this chấm chúng ta có cái xem cái hàm database nó trả về cái gì. Nó gọi cái hàm này db query cái gì đây trời. Bình tĩnh nhá. Không. Cái hàm này phải chạy trước này. This db new mysql root này. Rồi ok, chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ $this trỏ đến $this trỏ đến ở đâu, đây là $query nó sẽ bằng là select sao from trong xem trong cái bảng nào. Loại tin tin tức giới thiệu mà sao mã tin tức lại bằng 5 nhỉ? Chờ tôi chút nhá, tôi coi để xem. Tôi copy the page xem nó là hôm trong này gồm những cái gì đó. Ở đây không? Rất là nhiều đúng không? Nó cả một cái đoạn deep luôn. Để xem lại đã nhá, xem là nó có những cái gì nào. Container hướng dẫn này. Rồi, cứ thử lấy cái này ra xem. Select sao from tin gạch dưới tức where mã tin tức tt bằng đô la mã tt xong SQL chúng ta sẽ có $this trỏ đến cái hàm set query truyền cái query vào đây. Đây là db query viết cho nó rõ ràng. Db query. Xong. Bây giờ có this trỏ đến xq. Đúng chưa? Ở trong đây nó có một cái hàm xq này. Được chưa? Optional thôi, không có gì được. Sau đó là chúng ta có load on row. Return $this trỏ đến load on row như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài cái C tin tức này chúng ta va đầm ra cái data nhé. Xem nó ra cái gì. Bây giờ tôi phải bê cái này tôi vứt vào trong HTTP thì mới chạy được. Document này. Số hóa xx đúng không? Localhost sửa số hóa xx database method with the same name as their class will not be constructor. Ui dồi ôi, code này còn code cũ cơ, khổ lắm. Function construct. Sửa nhầm file. Construct. Rồi,
chúng ta, ố sao lại không có nhỉ? Mã tin tức bằng 5 à? Select sound from tin tức where. Mã TT. Sai gì nhỉ? À ừ đúng không? Nhà dùng. Quen tay. Đó, vẫn em tí. Thế đấy. Cái này nó liền dòng đấy. Cái này truyền vào á hả? Truyền vào được chứ. Đây, từ từ chờ tí nhá, đài này. Sợ chết luôn đây ta. Đây tôi đang sửa ở đâu trời? À đây không phải chỗ. Chờ tí. Mở tin tức này, đều sai đây. Sửa nhiều project quá nó bị loạn. Ra chưa? Ra DB rồi đúng không? Array đi rồi đúng không? Đấy, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy tiếp cái controller. Controller C tin tức này. Nói về có dữ liệu rồi này. Xong, tiếp theo đến tên tin. View là view tin tức, V tin tức đúng không? View này, tin tức này, V tin tức này. Đến echo, nội dung tin đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ echo ra đây là cái data. Của cái gì đây? Array to string in. Wow, sao bậy nhỉ? Sao lại tên tin là như này? Không, cái biến title này là ở trong này có rồi. Title đây đây. Title là có rồi. Chờ tôi một chút nhé. Bây giờ nó là về tin tức đúng không? Về tin tức. Có mỗi thế này thế hả? À đây echo cái này. Rồi chờ tí. Đây nó sẽ là echo ra cái nội dung. Nội dung. Đô la data. Cái này là lấy ra row. Cái này phải lấy ra load on row thì không đúng rồi. Chờ tí, load on row, load row thôi. Load row thôi. Load row. Cái về tin tức này đa nội dung như này thì phải. Rồi. Chào mừng quý khách đến với cái gì gì đấy, Flower Shop, chúng tôi đến cái gì gì đấy. Hoa gió đúng không? Đây trang chủ này. Xong rồi đây loại hoa đúng không? Đây, đầu tiên là vào thì nó sẽ ra cái này. Theo đúng cái gì họ làm thôi. Mình không thêm thắt gì cả. Ở đây mình dựa vào cái mã tin tức này, đây là đầu mối này. Mã tin tức này mình phải dựa vào trong xem trong DB xem họ cần cái gì lấy ra ngoài cho họ. Giờ trên dấu thì giới thiệu. Thì ở đây tôi sẽ có cái biến biến title này bằng $data trỏ đến title. Có phải title không? Tên tin tức. Tên tin tức. Sau include layout vào. Layout nó chính là cái phần khung bên ngoài này. Đây, phần khung bên ngoài này của chúng ta. Thấy chưa? Đấy, Flower Shop này, đây giới thiệu này. Thấy chưa? Tiếp theo đến cái phần ngoài layout, chúng ta lại có một cái nữa cơ. Thứ nhất, nãy giờ chúng ta đi làm một cái logic rất là lằng hoằng như sau. Rất là lằng hoằng như sau. Thứ nhất, người ta vào trang nào thì chúng ta phải, khi mà ban đầu luôn luôn là bắt đầu bằng cái này. Đúng không? Thì người ta sẽ include sẵn cho chúng ta controller, đây là cái đầu mối. Chúng ta lần theo, chúng ta có là C tin tức này, C tin tức trở đến hiển thị tin tức này, thì chúng ta chắc chắn là trong file controller thì nó sẽ có cái này đúng không? Cái này là hướng đối tượng bình thường thôi. Đấy chưa? Trong này nó sẽ lại có đầu mối tiếp là mã tin tức này. Rồi đến include từ cái file này, thì chúng ta phải new cái file model đó ra. Rồi thì gọi đến những cái hàm mà người ta đã có kịch bản sẵn cho chúng ta ở đây. Ở trong cái model này này, model tin tức này,
Được chưa? Và đến đây rồi thì chúng ta sẽ viết nội dung cho mô đồ để hiển thị được ra nội dung của họ. Được chưa? Tiếp theo mình ngó tiếp cho cái ở phần layout. Layout đâu ta? Đúng không, có bài viết layout đâu ấy. View này. Layout đây. Head.php xem trên head có gì không? Không có gì đúng không? Header. Menu.php slider.php xem menu. Menu.php này tin tức khuyến mại này. Này không có gì đúng không? Slider. Nó chỉ là ảnh thôi, không có đoạn code PHP yêu cầu gì mình ở đây. Tiếp quay trở về cái header. Header.php thì xong rồi. Xong rồi đến cái gì? Maincontent.php. Maincontent.php đây. Thì có content left và content right. Chúng ta vào cái content left trước. Đây rồi. Nhìn thấy gì không? Include model loại hoa đúng không? Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? $data $list hoa chẳng hạn. List đây là flower. Kết nó sẽ bằng ở cái này phải model chứ quên xin lỗi. Model nó sẽ bằng với cái new m loại hoa. Như này. Sau đó đến cái $lowflower kết nó sẽ bằng $model kia chọn đến một cái gì đấy. Thường thường là đều là như thế này. Chọn đến một cái gì đấy thì mình sẽ mở cái loại hoa ra. Loại hoa đây, chúng ta có đọc loại hoa đúng không? Thì thằng này chúng ta lại có câu là $db query nó sẽ bằng ở đây là select sao from, chắc là loại hoa, bảng loại hoa rồi. Loại hoa đúng không? Loại gạch dưới hoa đúng không? Loại gạch dưới hoa. Sau đó lại làm là this trở đến set query db query vào. Sau xuống năm là $this trở đến execute. Rồi. Return cái $this trở đến get để xem cái database. Load on row. Lấy nhiều mà, chúng ta sẽ là lấy load on row. Như này, return ra ngoài. Thì ở ngoài content left này chúng ta sẽ có danh sách đây đúng không? Thế vậy thì tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có là for x đúng không? For x cái biến flower kết add key value ra thì chúng ta bỏ cái key này đi cũng được. Add kết. Rồi xong thì ở đây chúng ta nhấc cái này lên. Nhấc cái này lên. Bỏ cái PHP đi. Thì chúng đây chúng ta sẽ có là hoa theo loại, mã loại bằng ở đây là đô la, quên nhầm, cái này là echo ra đô la kết trở đến ID đúng không, mã loại đây là tên đúng không, đây chúng ta sẽ là tên loại đô la kết trở đến tên loại. Bây giờ coi ở dòng 10 chưa chọn cái gì đúng không, đây là đọc loại hoa đấy, ra chưa, hoa bó, hoa hộp, hoa cắm giò cái gì đấy đúng không. Sau bấm vào đây tiếp nó lại ra lỗi đúng không, hoa theo loại, mã loại 6 đúng không? Đấy chưa? Thì bây giờ chúng ta lại lần dần các cái phần khác. Họ sẽ cho sẵn chúng ta cái phần slide này, cho sẵn chúng ta những cái phần khung giống như vừa rồi đấy. Mình phin vào. Đây đề thi nó dạng. Đây đề đây này. Đề đây này. Hả? Nhúng DB vào thôi. DB họ cũng cho sẵn luôn.
đề thi đây. Đây. Có vẻ sướng nhỉ. Đây là feedback mà. Đây này, cơ sở số hoa này, đi yêu cầu này. Đây là mô tả cơ sở dữ liệu này. Để cho chúng ta đỡ phải đọc trong cơ sở dữ liệu. À, tiếp theo là cái phần yêu cầu đây. Mã đây là cái RD đúng không? Phần quan hệ này. Tiếp theo. À, các chức năng website, yêu cầu phải xử lý đọc file dữ liệu PDO, xử lý dữ liệu đọc query string, xử lý lỗi client JavaScript server, kỹ thuật web service, tìm kiếm, cái này tí nữa tôi hướng dẫn, kỹ thuật phân trang, triển khai ứng dụng theo mô hình MVC, được chưa? Trang khởi động sẽ có tiêu đề home, giao diện như sau. Đây, giới thiệu này, đúng những gì tôi làm không? Là giống bên này đúng không? Tiếp theo nữa là đến là yêu cầu xử lý index này, đọc cái phần đề này cũng lâu. Index.php này, về view tin tức này, hiển thị giới thiệu này, đọc giới thiệu mã tin này, xuất thông tin, đọc bài hoa này, được chưa? Tiếp theo khi chọn lọc các chức năng trên đơn, trang chủ liên kết trang index, khuyến mại, liên kết trang tin tức, liên kết trang khách hàng, chọn loại hoa, liên kết đến trang hoa theo loại.php. Ôi. Tìm hoa. Thì cái phần này là yêu cầu thiết kế là không có. Yêu cầu thể hiện tìm hoa. Cái này tìm là sẽ sinh ra cái trang danh sách hoa, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn. Phần 2 là yêu cầu xử lý tìm kiếm .php, view search v hoa. Thì cái này nó sẽ phải yêu cầu chúng ta là viết ra một output, ra một file là file XML. Dùng XML chứ không phải dùng gì sang. Thì yên tâm là sẽ có cách dùng, tí nữa tôi sẽ đọc và tôi sẽ hướng dẫn. Ở đây chúng ta sẽ có input string, còn output là một cái file XML. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Đây hoàn cái cấu trúc như này, file XML cấu trúc là hoa này, item này, mã hoa này, tên hoa này, tin loại hình này. Được chưa? Thì đây khi tìm kiếm nó sổ ra như này. Lưu ý khi thí sinh sử dụng class NuSwap trong website NuSwap tôi chẳng biết cái NuSwap là cái gì. Thí sinh sử dụng PHP extension bỏ chọn vào PHP extension bỏ chọn thư mục PHP swap trong WAM server. Thì cái này chúng ta phải tìm ra cái file PHP ở trong cái file php.ini ấy. Chúng ta vào mở thằng SAM ra đi. Ví dụ như tôi mở thằng SAM đi, tôi sẽ hướng dẫn tìm sửa cái này. Chẳng biết là bây giờ cái bản PHP của chúng ta còn có cái đề không dùng rất là nhiều năm. Nhưng mà không đúng đề, mỗi đề nó sẽ không chủ đề khác nhau. Còn cách dùng thì đi hết nhau thì có thích này. Nó đang kết về cho đi này. Search cho tôi những từ swap DLL. Đấy, thấy chưa? Thì swap cho DLL, bỏ chọn nó đi, xếp xuống và start lại server. Thế là không phải là xong mà là cái việc vừa rồi ấy. Đây này, sơ thì chuyển swap chấm đi theo không? Có 3 đề mà để luyện mà xếp xuống start lại server. Đã mạng với cái đề này rồi. Đề lòng nào là đá như nhau. Đấy, bỏ đi chấm bảy, bỏ chấm bảy đâu đi. Rồi xếp xuống. Tắt đi, start lại. Rồi. Cái file PHP swap đấy là cái URL PHP swap đấy, nó là sẽ giúp cho cái PHP nó sinh ra được file sinh ra được code của file XML. Như bình thường là chúng ta có thể trả về gì sang đúng không? Có thể trả về HTML, CSS đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không mở cái PHP ini của cái swap ra ấy, thì chúng ta sẽ không xuất ra được cái file XML đâu. Bắt đến cái điều bắt buộc. Ví dụ như tôi cũng chẳng nhớ là phải để đâu. Mở cái item là cái nào. Locate php.ini. Cái gì đấy, số nhiều này trời.
Để cho tôi tí nhá, để tôi xem cho nó để đâu. Chẳng biết là cái file này. Hình như là file này. Bảy chấm một đây này. Sudo nano rồi, where i swap chấm. Chẳng biết bên này nó là như thế nào. Shop.dll. Chờ tôi đi nhé để tôi xem bên 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 này nó là cái gì. So.so. Shop.so. Không có này. OSX PP enable PP trừ swap. Chờ đi rồi tìm cái file đấy đã. Để rồi. PP OpenSSL và swap. Xem đã chạy chưa. Chạy hết rồi, của tôi chạy hết rồi. Rồi bây giờ đọc tiếp đề. Rồi. Thí sinh vào PHP Cancel Swap này, xong hiển thị thực đơn này. Quá. Tìm kiếm liên quan gì đến phần này được trời. Xử lý tin tức này. Tí tôi về tôi sẽ gửi cho các bạn cái phần này nhá, cái đề này. Từ từ nhá. Khi tìm kiếm chấm php đúng không, chúng ta mở vào đấy và tìm kiếm chấm php này, tìm kiếm chấm php c hoa bằng new c hoa trỏ đến tìm hoa mở ra đây, tìm hoa đây này, đây xử lý web service này, khai báo hàm số tham số input, ví dụ như ở kia nó sẽ tìm cái gì, tìm kiếm chấm php, cái nào nó sẽ tìm đến cái thằng tìm kiếm chấm php này ta, tìm kiếm chấm php không có thằng nào luôn à, bạn chờ tôi chút để tôi tìm. Đây form action này, chúng ta sẽ có cái input đây đúng không, và button submit đây, name là keyword, chúng ta lấy ra value từ keyword tìm hoa này. Đây, chúng ta sẽ có cái biến keyword bằng đô la gạch dưới get hay post, get hay là post hay nhỉ, post, đô la gạch dưới post, đóng mở ngoặc, keyword, xong, khai báo tên miền, bắt giữa khai báo tên miền, tạo đối tượng tham chiếu đến web service, gọi hàm và truyền số, chờ tí để tôi xem cái nu swap này nó có cái gì nhé. Không đọc cái này chẳng biết được. Úi dồi ôi. Nuswap.php này. Nuswap bay.
Nu swap bay kinh nhỉ, đây đọc ra áo được. Khiếp, này thì bố tôi cũng chẳng đọc được. Lô bồ, rồi, dài lắm, file này dài lắm, chẳng hiểu là dùng như nào. Chưa dùng cái này bao giờ. Search PHP NuSwap how to using NuSwap chấm NuSwap chắc là có rồi. Được rồi, tutorial hiệp qua. Đây đồ define namespace. Rồi chúng ta cứ thử phát xem nhé. Đầu tiên là NuSwap này, create swap server, đô la server bằng swap server. Cái gì đây? Có phải cái này không? Hình như chiều nó có làm cái này. Để coi. Sử dụng NuSwap. Mấy cái này có phải chuyển của chiều không? Bật tiếng cái nào? Gì nhỉ? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm với web service. Web service và là gói gọi là nội dung cốc cốc này. Cái này và sẽ vào cái đường link đầu tiên. Dẫn như thế này nhé. Chúng ta phải chờ. Và tôi sẽ lấy mỗi clip để thôi. Mà các bạn có thể lấy cả. Lấy cả cái sample hoặc là cái gì đó thì tôi gì vào đúng rồi chính nó rồi ở trong htdoc này, htdoc thì tôi có cái t5 và tôi có cái soạn. Các bạn thấy không, tôi thả cái này vào đây thôi nhá, đúng không ạ? Nó là nó rồi. Bây giờ tôi thì không làm nữa và tôi xóa cái này đi nhá. Như vậy là chúng ta có cả list, cả sample. Các bạn có thể lấy list và các bạn có thể lấy sample. Sample thì chúng ta nghiên cứu thêm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ, tôi sẽ tạo hai và xem server và client thôi. Server đây. Và tất cả các cái code này nhé. Cái code này tôi sẽ để trên blog để các bạn tiện lấy và dùng luôn. Đây, chúng ta require cái nuswap.php thì nó ở trong thư mục list mà thì ta phải chọn như này. Năm 2014. Và trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái new server. Sau khi chúng ta đã có cái thư viện rồi, chúng ta new server. Rồi chúng ta config. Đúng không ạ? Thôi dẹp, này thì học thế nào được, nhớ không sao được. Để tôi xem có cách nào dễ hơn cho các bạn không. Chứ như này thì chết, nhớ làm sao được cái mớ đấy. Chắc thế, phải có cách nào dễ hơn chứ. Làm sao mà khó được. Chứ làm sao mà làm khó này thì làm kiểu gì. Đây này, tạo đối tượng tham chiều đến web service này, gọi hàm và truyền tham số này. Để tôi coi. Hình như tôi nhớ không nhầm là chiều nó làm rồi. Để tôi về trang chủ đã nhá. Xem là lớp của chiều trước nó có làm một cái rồi. 707. Để xem hết các nhóm này. Đây nhóm này. 706 này, 702 này. 709 này. 1610 7705 1. Tôi nhớ là một lớp 16 nào đấy. Một 609 gì vậy. Tìm ở đâu nhỉ? Cái này tìm ở đâu? Đây.
New swap. Không có. Gì nhỉ? Không có luôn. Này để tôi xem lại nhé. Phần nút swap này để tôi xem lại, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Tôi nhớ là có một cái bài chiều nó làm rồi. Để thi thử các bạn sẽ được nhận thôi, không sớm thì bọn cũng được nhận thôi. Để tôi xem là cái bài của bọn nào ấy nhỉ. 1704 của ai? Dũng LVHP. Đây lớp mình, đây cũng là lớp, không phải lớp, lớp này mới. 1710 1706 là lớp bây giờ này. 1703 swap. Đây à. Gì á? Không hướng dẫn à? Để coi anh ạ. Tôi nhớ là chiều nó có một cái video hướng dẫn. Đây rồi. Đây, đúng xác. Đây, xây dựng này. Tạo web service DL cho dịch vụ là cái gì? Chẳng biết. Xây dựng swap server đăng ký, client nhận file, xây dựng ứng dụng phía client thực hiện nhiệm vụ thông qua swap server. Đó. Extension bỏ cái này đi. Rồi. À, tạo server cho swap tại thư viện về máy, require one new swap này. New server là new swap server này. Ok, chúng ta copy của nó dùng thử coi sao. Khai báo tên miền server này. Sau đó namespace localhost. Đúng nhỉ? Tạo namespace này, cấu hình namespace này. Rồi, copy hết cái mới này nhé. Kiếp này nhớ làm sao được. Configure này, namespace, localhost. Đây là shop hoa đúng không? Shop hoa phải giữ xx. Server.php. Server.php. KWS. Client configure server. Rồi, namespace. Xong. Person complex structure own register username password. Rồi tiếp theo như nào? Tạo client đây. Khó dùng vậy. Server add content type. Hết rồi. Ok, cái này để tôi về tôi xem lại nhé. Bởi vì tôi chưa dùng cái thằng này bao giờ. Hoa array. Khi mà thằng này gửi lên phía kia thì nó sẽ phải nhận lại một cái khó. Phần này tôi chưa dùng bao giờ. Rồi phần này để tôi xem lại nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong buổi tới.
À, buổi chủ nhật chúng ta nghỉ. Bởi vì tôi chưa về. Báo chưa? Đi Sapa. Đi với trường, đi với bên kia nên là đi họp đào tạo chứ không phải là đi để chơi. Các ông ấy cuối năm các ông ấy muốn kiểu dạng là vừa họp vừa được đi tham quan ấy. Thế là bắt đi lên đấy. Hả? Có chứ? À đâu? 31. Không, nói chung là theo ý kiến của trường. Ừ. Thế vậy thì các bạn phải học bù. Bù lên. Rồi tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái bài này nhá. Cái bài basic này trước, xong rồi các bạn ngồi các bạn làm thử cho tôi trước. Bài này sẽ là bài về nhà để các bạn làm thử, hôm sau lên đây hỏi. Và tôi hôm sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái nu swap kia cho nó xong với cái phần bài thi mẫu đi. Được chưa? Thì tôi sẽ nhét nốt cái file SQL vào đây. Sau đó tôi sẽ nói về cái phần khác, phần cái phần gì nhỉ? CV. Download để thi. Cái này không liên quan gì. Hướng đối tượng cái đấy, hướng đối tượng ở mầm đấy, phải gì Thiết kế bay mô đồ như thế cái gì ở bay mô đồ không đây SQL đi nhá, đây nó cũng bay, nó cũng có mây bay mô đồ sẵn đây này, database này chính là cái bay mô đồ này, thấy không? Nhưng mà nếu mà cái này nó là database thì mình phải sửa đi nhá, nãy nó để là đây là public function database thì mình phải sửa nó đi trở thành cái function gạch dưới construct như này, đây là hàm khởi tạo để nó chạy hết những mấy cái dòng code này đi. Hiểu chưa? Đây tôi sẽ xóa cái phần này đi. Tôi sẽ nén lại tôi gửi lên cho các bạn. Hả? GitHub nó nặng. Nó nặng lắm, cái này nó 30 mấy MB cơ mà. Kéo lên kiểu gì? Các bạn kéo về cũng chết cơ. 1706E. Thêm tệp này. Ủa tôi nhớ tôi ném rồi mà. Đúng, các bạn biết tôi ném để đâu ấy. Ôi giời ơi. Đây. Sao lại ra desktop nhỉ? Bọn này dị thật. Này không hề viết để cho các bạn đọc mà viết cho sếp đọc. Nu swap rồi buổi sau.